Tây và Ta, Rottweiler Đức và Hư Mông Cọc Việt Nam, cho Sẹo ra làm quen với Dina. Mấy đứa không ổn. Loki ơi, Loki không ổn nào. Gớm ông Sẹo ông được ra ngoài, ông ấy ông ấy đái đinh giấu gớm quá, ông đái nhiều thế. Đây để quay kỹ cho mọi người ngắm con Mông Cọc đứng cạnh con Rốt thì nó như thế nào. Dina thì vừa mới lấy giống xong. Tất nhiên là chúng nó sẽ không thể nào mà chúng nó phối được, cho nên là thả cho nó ra chơi với nhau. Sẹo thì mới chỉ dám cho chơi với Rốt cái, thì không dám cho chơi với Rốt đực. Nhỡ may nó dọa nhau cái thì mệt lắm. Nào hai đứa quay lại đây nè. Nào không ổn. Nào. Không ổn nào. Đây, để tôi chơi ở đây. Ok. Dina. Ra đây. Ra đây chơi. Hôm nay thì trời khá là lạnh. Và quan trọng là tóc nó bẩn rồi, cho nên là đội cái mũ lên. Ra đây. Dina. Ra đây. Nào. Dina đi ra đây. Ra đây. Khổ. Dina đang thì tránh tránh không cho Sẹo phối, cho nên là cố gắng nằm xuống. Gọi lại này không lại. Nhìn con cọc nó rất là to rồi, nhưng mà khi mà đứng cạnh con Rốt thì nó rất là nhỏ thôi. Hưng ơi, ồn nào. Ra, ông già ông tướng ra đây. Ok. Ngồi đây. Dina xích vào đây. Sẹo ngồi yên. Dina tiến lên. Làm xích vào đây. Nữa, tiến nữa. Nữa lên. Nữa. Rồi ok. Làm đây. Không, Sẹo ngồi yên. Sẹo. Ngồi xuống. Để làm sao để nhìn được thấy Dina. Ok, không nhìn thấy người được, con chó phải nhìn thấy. Để cho mọi người ngắm con
đực và con hốc của lừa cái. Tưởng được ngồi vào lòng anh là dễ đấy à? Hả? Mà chuồn bụp ra. Nào, đi nào, xích chân lên đây. Hai đứa cùng nằm ở đây nào. Rồi. Đi lên đây. Xẹo nhìn về đằng trước. Máy quay đâu? Đúng rồi. Ok. Không phải tán nó. Không làm ăn gì được. Tán tính nó làm gì? Không chơi với chị Tây được, không chơi được. Ngồi yên đây. Quỳnh ơi. Quỳnh. Ô nào. Mấy con đang đuổi ra. Khi mà mình nuôi con hơ mông cọc thì mình tìm con chó màu vàng và con chó màu trắng, có thể là vậy. Nhưng mà mình không nuôi con chó màu đen. Thì có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà mình lại không nuôi con chó màu đen. Thì mọi người nhìn con rốt kìa. Đấy, chó màu đen ấy thì ở nhà mình đã nuôi vài chục con rồi. Cho nên là bây giờ là con mông cọc là mình nuôi thêm, là mình sẽ chỉ nuôi con màu vàng, con màu trắng thôi. Và có thể là có con màu vàng, màu đen là mình bỏ qua, là bởi vì nhà nhiều đen lắm rồi. Chưa nói là cái dải lông vàng của con vẹn này với cái kiểu vàng rực như này, nó cũng giống cái dải lông vàng của con rốt kìa. Đấy, con rốt vàng cháy, vàng rực lửa. Cho nên là mình cũng thích cái màu này. Thực sự mà nói là cái con rốt là cái con chó mà mình yêu thích nhất. Thực sự là như vậy. Nó là một con chó Tây. Nó sẽ có một cái sự hạn chế về cái việc nuôi nó. Bởi vì cái kiểu của con chó Tây ấy, nó thích nghi với việc là ăn nhiều đạm, ít tinh bột. Cái đấy là do cái sinh trưởng của nó, của giống chó, cái địa lý này kia. Nó thích nghi với việc ăn đạm nhiều, tinh bột ít. Thì nuôi nó sẽ tốn tiền. Đấy là nói mọi người thế. Thì cái việc mà nó phổ rộng được cái giống chó nhiều người nuôi, khi mà làm trại nhân giống ấy, thì muốn hướng đến nhiều người nuôi, một cái sở thích của mình rồi. Nhưng mà nó sẽ phải có một cái thị trường của nó nữa. Thì mọi người sẽ chỉ ngắm thôi. Mọi người xem YouTube của trại Rockefeller Gervy, mọi người chỉ ngắm thôi chứ. Để mà rất nhiều người để mà nuôi thì không biết đến cái ngày nào mới có được một con chó nó khôn, nó ưng ý mình để mà nuôi. Cho nên là trại mới quyết định nhân giống thêm cái giống hơ mông cọc, một cái giống chó của Việt Nam này. Hiện tại bây giờ cái con giống của nó mình phải đi tìm ở trên bản. Giá nó cũng rất là cao, nó chả khác con rốt bao nhiêu đâu. Nó có thể nói là giá của con mông cọc, một con chó con, nó trung bình nó dao động ở khoảng tầm về đến Hà Nội nó khoảng tầm 5-6-7 triệu một con chó con, bằng nửa con rốt. Những cái đàn rốt mà giá mềm của trại thì nó ở trong khoảng 12-15 triệu thì mọi người biết rồi. Nhưng mà nó còn bao gồm cả cái tiền làm giấy khai sinh cho chúng nó nữa. Mọi người trừ đi gần 1 triệu cho mình.
rồi rất nhiều thứ khác. Nhưng đây là cái con cọc đấy, để mọi người có thể hiểu được cái tương quan hiện tại bây giờ về cái giá là cái con cọc nó theo cái kiểu như vậy, nó bằng một con cọc. Nhưng lâu dài mà nói, ở trong một cái khoảng thời gian rất là gần 2, 3, 4, 5 năm tiếp theo thì giá của con cọc nó sẽ giảm xuống. Bởi vì sao? Bởi vì nó thích nghi tinh bột. Nó thích nghi tinh bột, nó là con chó ta, nó dễ nuôi hơn. Tỷ lệ sinh sản của nó mà bị hỏng là rất là ít. Thích nghi tinh bột nó dễ nuôi hơn thì cái giá thành mà ra con cho con nó sẽ rẻ. Nó sẽ rẻ hơn. Cho nên là cái thời gian tới ấy, mà mọi người mà chưa có điều kiện nuôi một con rốt mà cái giống chó mà mọi người thích cũng như mình, thì mọi người có thể lựa chọn con mông cọc. Con mông cọc ở đây khi mà mình nuôi là cái người nuôi con chó rốt là cái giống chó cực kỳ khôn, thì cái con mông cọc mình lựa chọn cũng yêu cầu như vậy. Yêu cầu phải là con chó phải là khôn đầu tiên. Mình lựa chọn cái con mông cọc cũng như vậy nhá, theo tiêu chí cũng như vậy. Nào thôi đi ha, đừng nhấn điện thoại của anh. Khôn là đầu tiên, rồi khỏe đẹp. Xem tiếp theo, cái đẹp của con mông cọc thì mình cũng như con rốt thôi. Đẹp nó phải theo cái tiêu chuẩn giống của nó, chứ không thể lệch tiêu chuẩn giống được. Lệch tiêu chuẩn giống nó ra giống chó khác mình không bán được. Đẹp thì mỗi giống nó đẹp một kiểu, nhưng mà mình nuôi giống nào thì nó cũng chuẩn giống cái giống đấy. Thì có con mông cọc là mình thấy cái tính cách của nó có sự tương đồng lớn với lại con Rottweiler. Mọi người cũng có thể tham khảo. Thôi nha, sẹo nha. Cho sẹo ra, sẹo lại cứ ra. Sẹo lại cứ ra, sẹo định tán tỉnh chị Dina, anh bụp cho sẹo phát đấy. Anh em mình làm kiểu, nhìn kia, làm kiểu nào, thả tim, không, ngồi đấy, đứng chân lên đây, thả tim, đúng rồi, thả tim thế nào, xeo, tim đâu, bảo thả tim chứ không phải thả son, thả tim. Ok. Đâu rồi? Nào. Làm lại như vừa rồi. Chị Dina, chị thấy sẹo bé chị nhường sẹo đấy nhá. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Video này mình sẽ post ở trên Rottweiler GV. Và đồng thời sẽ post một cái đoạn video ở trên cái kênh chuyên dạ. Cái kênh mới lập chuyên dành cho cái giống chó hư mông cọc của trại. Sẽ làm một kênh riêng để nó không pha lẫn với nhau. Video này là để cho giới thiệu với mọi người về cả con Rottweiler và cả con cọc, cho nên là post ở trên Rottweiler GV. Và một cái đoạn ngắn của video sẽ post ở trên bản mông cọc. Ok, cho sẹo vào nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Ai mà thích quan tâm đến giống cho ta thì mọi người đăng ký thêm kênh bản mông cọc để xem về cái giống chó ta, giống chó của người hơ mông cọc đuôi. Đây là con đầu tiên mà mình bắt, sẹo hổ báo trên bản cao nguyên đá Đồng Văn. Về cái quân chủ ngay biết ngay đây. Đây. À. Trời. Giống này nó cũng rất là khôn đấy, và cũng chiều chủ lắm, có sự tương đồng với rốt. Mọi người có thể tham khảo, nếu mà chưa thể nuôi được rốt thì có thể chọn, nhưng mà phải là chó chuẩn nhá, chứ nó cũng như rốt đấy. Một cái giống chó thông minh như thế mà nhiều người lại bảo là Rottweiler nó ngu lắm, là bởi vì sao? Bởi vì các bạn chọn cái con giống nó không chuẩn, con giống nó kém thông minh thì nó sẽ ngu như các bạn nói thôi, chứ còn thực chất mà nói là cái giống rốt nó khôn lắm. Thì cái con mông cọc này cũng mình nói là cái con mông cọc nó khôn lắm. Thì mọi người mà có thể nuôi vài con nó kém khôn thì mọi người lại bảo mình nuôi điêu.
nó có khôn hay không thì mọi người có thể tham khảo ở trên cái kênh Bản Mông Cọc, xem cái ngày đầu tiên mà mình đón con sẹo về. Rồi sau khi mà mình chở từ bến xe Mỹ Đình về phòng khám, mình lấy đồ các thứ thuốc thang cho nó, rồi mình trở về bến trại này thì mình quay video nó luôn, thì mọi người xem cái thái độ của nó như nào thì mọi người sẽ hiểu tại sao mình bảo nó khôn. Còn đây, đây là một cái thêm ra để mọi người thấy là sau mấy hôm thì nó như thế nào. Sẹo về đến hôm nay là được gần một tháng rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. See you again.